vị tham thiền, trì chú tham thiền trong phần nhập thất tiếp tục đó, hay là phải phải làm công việc dịch dịch tinh luận, thì tôi trả lời là phải vì lỡ chúng sanh, chứ không phải tu cho mình thôi mà vì lỡ chúng sanh. Hoặc là ngồi không không làm gì hết thì cũng có rất là ích lợi rồi, ngồi cũng như vậy hơn tất cả cái mình tu, thì tất cả mình tu cho tất cả mọi người, nhất là thấy tu thấy là đại thừa mà. Nhưng mà tôi đề nghị thì cũng nên làm một cái cử chỉ nào đó, thì tôi mới đưa cái quyển kinh luận này của một vị đại đại sư Tây Tạng, tôi mới nói dịch đi để mà nó rất là, tức là cái pháp môn lô sông này đó. Thì thấy nó dịch xong cách đây là 3 năm rồi, rồi sẽ đưa cho tôi để tôi coi lại cho nó kỹ, coi cái gì cần sửa lại cho nó hợp với một quyển sách để xuất bản. Thì đã xong hết trong 3 năm rồi, bây giờ chưa xuất bản, nhưng mà khi mà thì trong cái buổi mà lớp đây cho quý vị Bồ Tát đây, thì tôi sẽ đọc cái pháp môn lô sông đó từ một vị đại hòa thượng Tây Tạng, như từ cái bản dịch mà tiếng Việt đó, được nếu cần giảng gì thêm tôi sẽ giảng thêm. Thì như thế tất cả quý bác đây sẽ có một tài liệu, một kinh luận, một bộ luận của một hòa thượng Tây Tạng mà rất là cụ thể để mình áp dụng các pháp môn, tức là áp dụng cái mà văn tu áp dụng với tu, hay là áp dụng theo như cụ nói, soi một vào cái tâm mình để mình thấy gì trong đó, để mình chứng tánh thành Phật. Thì đây Phật giáo đại thừa có những pháp môn rất là cụ thể, và Phật giáo Việt Nam ngày xưa cũng thế, cũng giống như Phật giáo Tây Tạng. Nhưng mà mấy ngàn năm nay thì vì chiến tranh vì này vì kia nó mất mát nhiều, nhưng mà cũng Phật giáo Tây Tạng là còn nhờ núi cao giữ được truyền thống của Phật giáo Ấn Độ. Bây giờ trước khi mà đi đến pháp môn lô sông, tức là lô sông chuyển Tây Tạng có nghĩa là chuyển tâm, chuyển tâm thức tâm ta, thì chính cái bài kệ này là cái nguồn phát khởi ra pháp môn lô sông. Thì đối với tất cả, trong tất cả những Phật học viện của Phật giáo Tây Tạng, tất cả quý vị mà tăng sĩ đều cũng phải học thuộc lòng hết. Đây là một bài kệ, mà bài kệ đó mỗi ngày nào, mỗi sáng thức dậy, Đức Đạt La Đạt Ma ngài cũng truyền đồng lại hết. Mà từ cái bài kệ của Đại Bồ Tát Tây Tạng này, cũng thế kỷ này, ở thế kỷ thứ 11, tên là Lăng Tri Tăng Ba, mà mới phát xuất ra cái pháp môn lô sông. Mà cái pháp môn này đã được áp dụng trong tất cả những Phật học viện Tây Tạng từ 800 năm nay, mà tất cả sư truyền, tất cả một bổn sư truyền lại cho đệ tử truyền lại bổn sư, mà là một pháp môn bí mật. Lúc đầu không bên ngoài không biết đâu, không để cho bên ngoài, bởi vì rất là giản dị, rất là cụ thể, không có gì cơ mật hết cả, nhưng mà rất là nguy hiểm. Là nếu người ngoài đó họ không hiểu thì họ lại, nếu mà thành ra phải những người căn cơ mới dạy pháp môn này thôi, mặc dù pháp môn rất giản dị. Ở đây quý vị đã thọ Bồ Tát giới, thành ra cái thật ra pháp môn này thường thường trong mấy cái tu viện Tây Tạng là họ giữ kín. Bây giờ tôi xin đọc cái bài kệ, mà bài kệ đó là cái vị tổ sư làm bài kệ đó, làm ra cái nguồn để lập ra cái pháp môn lô sông của giáo Tây Tạng, để chuyển hóa tâm thức của mình. Chuyển hóa tâm thức để làm chi? Để chuyển hóa bằng cách phát Bồ Đề Tâm, tức là thành Phật vì lợi chúng sinh, để mà thực hành Bồ Tát hành. Cái này đó chỉ là một cái bài kệ mà chỉ gồm có 8 đoạn thôi, 4 trang thôi. Vì cái bài kệ này rồi chúng tôi dịch lấy, tôi sẽ trong một tháng nữa thì nó sẽ có, tôi sẽ có thêm ra một quyển sách tên là Triết Lý Việt Nam về sự vượt biên. Thì trong đó phần cuối tôi có cho in lại cái bài kệ này. Bây giờ tôi xin đọc bài kệ này, tôi xin nhắc lại, bài kệ này là của Đại sư Tây Tạng, tên là Lăng Tri Tăng Ba Đọc Dô Sơn Về. Nhưng bây giờ tôi xin đọc, và tôi xin thưa với bác tên Học Bồ Tát, bài kệ này là ngày Đạt Lai Lạt Ma ngày nào ngày mỗi ngày đều ngày nào ngày cũng tụng hết. Với bác nghe.